đột phá cho ngành nail. Lee K là sản phẩm pedicure 4 step duy nhất kết hợp giữa Tây y và Đông y, đã được FDA chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả. Transform Salon Lux hiện có 3 dòng sản phẩm Immunity, Essential DM và CBD giúp khách có những trải nghiệm tuyệt vời ngay tại tiệm của quý vị. Với Lee K, sản phẩm sẽ giúp cho quý vị tăng thêm thu nhập và tạo dựng niềm tin về chất lượng phục vụ với khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để được biết thêm chi tiết. Xin chào các bạn đã trở lại cuộc sống Mỹ của Nhân Lì. Mới có hàng các bạn ơi. Đây, ai gửi cho mình cái thùng mì Mama. Thùng mì Mama. Đi rồi coi. Khui ra trong đây có gì đây? Ai mà gửi cho mình nguyên thùng mì Mama luôn các bạn. Ồ, trời. mình mua chú sáp Việt Nam, chú sáp Việt Nam. Chú sáp Việt Nam các bạn ơi. Wow. Thế là. Để chúng nó luộc ăn. Chú sáp Việt Nam họ tặng cho mình hai cái bánh kem steam pineapple cake. Ồ. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Hai nải. Tính pound. Hai nải là 4 pound. Còn cái này là cái gì đây các bạn? Các bạn thấy không? Qua bên Mỹ mà vẫn xài dao Thái Lan. Cái bánh. Trời ơi, cái này bị bẹp. Không, nó bị giặt rồi. Chút nữa thôi. Khói băng keo thôi chứ. Xích Vaseline. Hai vật. Ô, các bạn ơi. Hàng hiếm nha. Wow, củ lụng nè các bạn. Bây giờ đi rửa đi rồi luộc ăn ha. Xong rồi anh bóc xì mấy cái hồng của Việt Nam cho em luôn. Đó. Hàng hiếm, hàng hiếm. Trời ơi. Wow. Các bạn ơi, hàng hiếm nha các bạn. Cái bột này á, giống như ở mấy cái tiệm nail supply họ cũng mua về họ chiết ra, giống như cái tiệm nail Casey nè, họ mua về họ chiết ra, họ in label riêng của họ. Cái này ổng làm riêng cho anh, cái này là bang bang, cái này là bang bang acrylic. Mua một thùng như vậy á, một thùng như vậy là sẽ ra được 10 hũ như vậy. Một hũ như vậy là 75 đô, 10 hũ là 750, trong khi đó cái thùng này nó có 350 à. Nếu mà mua đắp lại hơn, rất là tốt luôn. Hàng trắng tinh. Trời ơi, hai thùng đi từ Việt Nam qua Mỹ. Cái coi này là gì đây ha? Hàng hiếm các bạn ơi, đi máy bay qua nha. Wow. Ha. Sườn xáo. Bột lá sâm. Sườn xáo. Hãy coi mình có cái gì rồi ha. Sườn xáo. Giờ để nó uống sườn xáo. Chắc cả trăm bịch lắm. Ô, cái này là gì đây? Cà phê. Ô, cà phê trộn. Cất trộn. Cà phê cất trộn. Sườn xáo để mình phân loại ra. Trong đây có gì các bạn ha? Ngũ dị hương, bột màu các bạn. Vậy á.
rong rong sụn muối. Ồ, bên này chắc phải bỏ tủ lạnh á, rong sụn muối. Không, giống như cái kia khô với rong gần. Ok. Đó này à. Rong biển. Rồi mình cho nó cái lạnh bị gắt rồi. Bột rau câu. Rong biển thì gọi cái gì ta? Rong biển cái loại mà con khô để nó sốt hoặc là bắp gỏi á. Cà phê trộn. Rong biển trắng nè. Mà con mua loại của con loại khô. Đây nè, hai cái rong biển luôn. Bột điều đỏ. Thu chép cho. Chép cho quân cả. Chép. Quân, con cần nè. Lá bự. Cũng ăn gì nữa. Thôi nó đẹp nè. Con này đẹp nè các bạn. À, cái này đeo. Con này giống của lính. Ồ, cái này gì đây? Bà khía chứ. Bà khía. Em đấu vậy. Ồ, bột rau câu. Ồ, mứt dừa nào lấy cái đi không lấy về hả? Mứt dừa. Này này này. Lấy gì vậy? Lấy mỡ, quăng keo. À, dừa nước các bạn ơi. Dừa nước không biết hư không phải gửi. Không, bây giờ mình lấy cho mình bỏ tủ đá. Mình đang lấy. Phải gửi mình mở để coi nó hư không đã rồi dột chứ. Hai thùng. Ok. Thùng tiếp theo các bạn. Ủa, cái thùng đó là thùng gì? Nhát cái thùng không lên hông vậy hả? Nippon Cargo. Không, cái thùng đó là để cái này nè. Nhưng mà cái này có vẻ muốn hư rồi nè nghe. Yeah. Nghe màu chua rồi. Bởi gì? Nghe màu chua rồi, 2-3 tuần rồi bởi gì? Phải đông đá đem qua đây chắc không hư. Cái này không biết bữa có đông không chắc biết. Đông đá mà đi vô quá. Ủa, sao mẹ không cần qua, còn gỡ qua chi cho tốn tiền cướp. Hôm bữa con định nhờ gửi qua mà con kiếm nhỏ kia nó gửi hàng nhanh hơn mà. Ừ, cái từ gà đè. Giải. Đồ bà ba. Rồi, nó chắc à, cái đồ đồ em mua đó. Ủa, đồ chơi cho nó chết nè. Ủa, gãy rồi. Nè, đồ chơi cho con nè. Chơi của Quân nè, gấp hình nè. Đồ gáy lỗ tai, đồ gáy lỗ tai. Dao. Nè. Dao Việt Nam cũng gửi qua nó nha. U có cá nè, chơi nó nè đừng mở luôn. Con con nè. Trời quá trời Việt Nam luôn. Bào cối. Bào cối. Bào cối. Đây, đồ chơi nữa. Hai cái đồ chơi luôn, bỏ vô tao cho nó tắm. Lên rồi, thì áo không? Không quên. Đừng. Nồi son dĩa. Rồi, từ khăn giấy. Rồi, quần áo hoặc từ khăn giấy. Mình đừng nhét nó nhỏ vậy ta. Đó, rút rút ra. Cút cái lỗ. Nhưng mà cái hộp này nhỏ, cái cuộn kia của mình cao hơn. Ờ, có hai lỗ. Rồi này tôi lùng. Có đồ chơi ấy hả? Ok các bạn ơi, thì đây là đợt hàng gửi từ Việt Nam qua các bạn nha. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi mình tháo cây dừa nước ra để coi nó có bị hư hay không các bạn. Nếu mà nó còn ăn được thì mình bỏ lông đá, còn nếu ăn không được thì mình phải dục thôi. Còn đây là cà phê con tròn các bạn ơi. Cà phê tròn. Chắc có đồ chơi nha, khoái kìa, khoái kìa. Ủa đồ chơi Việt Nam á hả? Đồ chơi gì vậy? Bây nước cho con chơi nha. Ủa đó, ủa đó. Nè, nè, nè. Chơi nè. Phải không? Chơi gì vậy? Nè. Hôm nay con vợ mình nó sẽ trổ tài để nấu những món ăn miền Tây các bạn. Chuối sáp miền Tây. Đó, cái này là đi máy bay qua nha các bạn. À. Đi máy bay qua nên nó hơi bị đen nè. Nhỏ trong còn xanh nè.
Để coi nãy nhiều trái ta. Một nải chuối sáp. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 19, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13. 13 với lại 19 không? Hàng dê, hàng dê, dũa cỏ nè, đầu dũa nè. Và sản phẩm LK, các bạn muốn mua cái nào thì nhắn tin cho mình nhé. Đây các bạn ơi, hàng dê, hàng dê. Những dụng cụ làm nail không thể thiếu được. Dũa móng, đầu phá treo, cỏ lông trồn Kolinsky. Size 14, 16, 18, 3 đầu dũa, 3 loại đầu dũa. Cọ dũa móng tay 80/80, 100/180. Sản phẩm làm pedicure LK 4 bước. Đó. Gói trong phòng á. Không có phòng tí rồi. Cái này chắc mình chồng nó cũng ra được cụ cho nhỏ gì. Nó không có bự giống như bên Việt Nam mẹ. Không có, nó tùy anh chọn đất cát đấy quá, tùy loại đất. Bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước lên các bạn ha. Đây. Bắt nồi nước lên luộc là có ăn rồi. Khi mà mình chờ đợi hai cái nồi nước sôi thì mình sẽ để con vợ của mình nó sẽ rửa mấy cái này các bạn ha. Đó, rửa chuối sáp các bạn. Mình ở Việt Nam mình ăn củ lùng rồi, nhưng mà mình chưa ăn chuối sáp các bạn. Bây giờ qua bên Mỹ mới được ăn nha. Wow. Bởi vì qua Mỹ hồi nhỏ nó bị mất nhiều thứ các bạn. Ồ, mình mua nhiều hàng quá, họ cho mình hai cái bánh dứa. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bỏ vô chuối này mình luộc trước ha. Chuối sáp thì luộc nồi đỏ. Chuối sáp thì luộc nồi đỏ. Ở bên Mỹ bạn to lộ Việt Nam không à các bạn? Nhớ quê hương. Chắc sau này mình già mình phải về quê hương. Các bạn biết không, nếu mà sau này mình về quê các bạn biết không? Mỗi một người họ sẽ đem được một chiếc xe hơi về các bạn. Cái đó có là hồi hương á, phải không? Giống như bây giờ bên Việt Nam mình không có xe hơi mình lái, mà mình đi về Việt Nam á, không, mình sẽ được đem một chiếc xe về miễn thuế các bạn nhé. Bây giờ mình luộc xong rồi cái sáng mình ăn cho các bạn coi nha. Bây giờ để coi vợ mình lấy rửa cua lùng rồi. Before và after. Before nè, after. Wow. After. Trắng. Thơm quá các bạn ơi. Và bữa nữa mình cũng trồng cua lùng nữa nha các bạn. Các bạn hãy đón xem video clip trồng cua lùng của mình. Bây giờ mình cho cua lùng chuối sáp vô luộc các bạn ơi. Tầm 30 phút là ăn được các bạn ha. Hãy chờ xem món ăn Việt Nam ở trên đất Mỹ như thế nào nha. Ồ, các bạn ơi. Bây giờ chín rồi ha, bây giờ mình sẽ ăn thử nha các bạn nha. Trời ơi. Dẻo cái vỏ nó vàng nó dẻo hả? Tại nó đen nó sợ nó hư. Bùi. Nó đen là tại nó chưa chín. Thì sao để nó vậy? Còn nào? Cái mà nó ở đây còn xanh để đỡ để nó sẵn. Ăn mà bùng. Ăn đi vỏ hả? Ừ. Tao có thời gian gọt. Ăn lười á. Ăn nữa nó ngon. Ngon quá. Ngon hả bạn? Đường nó chắc chuối. Bữa hôm nay đi làm mà mưa quá các bạn ơi. Cũng may ở bên Mỹ mình đi xe hơi đó các bạn. Chứ không thôi ở bên Việt Nam mà đi xe gắn máy là ướt cho chuột lọt rồi. Thì có đem đồ ăn theo đi làm. Bữa hôm nay mình làm các bạn, không kể mình vô tiệm mới mình làm nó thật sự là cũng hơi bận rộn, cho nên mình không có quay. Bữa hôm nay ở bên mình đang là bão bạn, thunderstorm. Đó bão thấy không?
cỏ nó xanh này các bạn ơi, cỏ xanh này. Của ông hàng xóm họ xịt phân rất là nhiều bạn. Người Mỹ họ bỏ tiền vô giống như là chăm sóc cỏ rất là nhiều luôn. Mình thì mình chưa có xịt phân các bạn, tại vì mình lo đi làm nail cho nên cỏ của mình nó chưa có lên. Các bạn nhìn nè, cỏ các hàng xóm nó xanh lắm nha. Bữa hôm nay mình sẽ đi làm các bạn ơi. Thì sau khi mà hôm qua mình mua chuối sáp và củ lùng các bạn, thì bữa hôm nay mình lấy chuối sáp mình chế theo kiểu chuối sáp xào nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cái microwave hâm lại ăn thử nha các bạn. Để coi chuối sáp xào nước cốt dừa nó có thơm ngon. Mời bạn ăn không? Tôi hơi mời bạn ăn các bạn nha. Bây giờ mình sẽ mở nó ra đây các bạn ha. Ôi béo quá các bạn ơi. Chuối sáp xào nước cốt dừa. Ok, để mình bỏ vô đây cái đã. Tầm 2 phút là ăn được bạn. 2 phút rồi, 2 phút là nó nóng là ăn được. Ha, các bạn ơi, chuối xào dừa mà chuối sáp xào dừa nha các bạn. Ăn ở trên tiệm nail. Hồi xưa ở Bạc Liêu các bạn ơi, có bà bán chuối sáp ở trước nhà mình các bạn ơi. Bà để nguyên một nồi nè. Béo ngày ngậy, béo ngày ngậy. Rồi. Nước cốt dừa bột bán. Ngon quá. Chuối sáp miền Tây là các bạn là biết là không cần phải chơi rồi. Mà chuối sáp miền Tây mà xào nước cốt dừa nữa. Thơm ngon quá. Trời ơi. Tôi nói là tôi qua Mỹ mà tăng đồ Việt Nam quá. Nguyên một cái hộp này á, mình để nè, cái mình bóc, cái mình chạy vô mình lụm miếng. Mình lụm miếng. Không không. Cái mình đang làm khách. Làm khách xong cái mình vô mình lụm miếng nữa. Đi làm nail ở Mỹ là gì đó các bạn ơi. Miếng nhầm bên đây nè. Trời. Miếng nữa. Ngon các bạn ơi. Quá ngon. Bây giờ tạm biệt các bạn nhé. Đi làm nail các bạn ơi. Đó, đây là những cây cỏ Kolinsky các bạn. Và đầu dũa. Nếu như mà các bạn nào mà mua có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại 314-438-7599 nhé. Cọ lông trộn Kolinsky, size 14, 16, 18, đầu dũa phá treo.